gà, gà nó dí theo nè. Đó. Gà chủ nhân của nó về. Đó, đó, chó đó. Với gà nó dí theo nè. Đây. Mấy gà dí. Chủ nhân về. Gà nó dí. Muốn chạy cho gà nó dí theo. Đây bắp ở đây hả? Nó ăn ở đây nè em ơi. Nó chạy ra ngoài đó hết. Chạy vô à. Em đi vô đi cho nó vô. Chạy xe ra ngoài nó đi ra ngoài nữa à. Dựng sáng rồi nè. Dựng đèn rồi. Nè, này chuẩn bị lên chùm đại bàng. À nó muốn đẹp, nó muốn khúc cái nơi là còn đâu ba. Đây, con sáng về. Chó chạy theo. Đó, mấy gà đi theo nữa. Đó. Gà này khôn lắm. Chạy đi nữa kìa hay không? Khôn ghê vậy trời. Biết ăn ngoài đó mà. Vụ nó ăn ngoài đây không mà. Rồi sao bà em đi rồi đó. Bởi chạy. Nó chạy đi nó chạy đi chạy đi chờ nó khôn ghê không trời. Chạy xe ra ngoài là nó biết chỗ đó hả? À bà em đi. Nó ăn lẹ cho ông chạy ra ngoài hết giờ. Chạy hỏi. Anh thấy nó chạy rồi hết trơn thấy không? Ừ. Cũng dài nữa con gà. Có nãy kêu vô đây rồi. À đi rồi đó, nó đi hết chạy đi hết rồi kìa. Trời ơi cho mà nó khôn dữ vậy trời. Chạy đi nè mẹ. Nói chạy đi hết rồi kìa. Biết rồi. Thank you.
chó đại ca ăn à. Còn gà con đây nữa hả? Con gà con gà kia bỏ ra đây được. Mổ không ta? Ê, kiện nó chờ con mẹ ngu không kìa. Con mẹ không biết gì luôn. Đâu con mẹ đâu? Đây túi. Nó giẫm lên đầu con nó luôn mà nó không biết. Em không biết luôn á. Ủa sao không ăn ba? Vô lý. Đứng ra không bắt được, chỗ này mấy ông này bắt được hai con á. Nó sáng sớm á. Con dí và con mẹ này là sao biết không? Không biết gì luôn á. Ủa bà và em mẹ. Mẹ, người mẹ thấy con nuôi sao? Con gà này nuôi con dở rồi. Dạ, thải con kia vô đây được mà. Thả con gì mẹ? Nó mổ chết á. Sao mổ? Trời, không phải con nó mổ chết á. Mổ chết nó mà nó thận. Nó phát hiện là nó mổ chết á. Eo biết. Thôi gì mà ơi. Không chết. Con mũi nè, đứng im. Trời ơi coi. Để thứ ba đập con lại gì ta. Kêu nó đứng im mà nó coi. Đi vô.